Đêm 24 năm 2000, một cô gái 16 tuổi cùng bạn thân đi đến trung tâm mua sắm trong thành phố để mua quà Giáng sinh. Sau đó cả hai nói lời tạm biệt với nhau rồi ai về nhà nấy. Thế nhưng không ai ngờ rằng cô gái 16 tuổi này lại chẳng bao giờ xuất hiện một lần nào nữa. Vụ án đã sớm gây náo động trên diện rộng và làm tiêu tốn nguồn nhân lực khủng trong quá trình điều tra. Chào mừng các bạn đến với Hồ sơ trọng án và đây là vụ bắt cóc, xâm hại, mưu sát Leanne Tiernan ở Anh. Nơi xảy ra vụ án là ở Leeds, một trung tâm địa lý của nước Anh, là thành phố thịnh vượng và đáng sống. Nhân vật chính của câu chuyện tên là Leanne Tiernan, chào đời vào tháng 9 năm 1984. Cha của cô là Michael và mẹ của cô là Sharon. Hai người đã ly hôn từ khi Leanne còn bé, nhưng cô vẫn luôn lạc quan, mạnh mẽ và đầu vào trường trung học Wesleys với điểm số xuất sắc. Không những thế, Leanne còn rất tự tin và năng nổ. Cô có rất nhiều bạn bè và được mọi người trong trường yêu mến. Thế nhưng, vào đúng đêm Giáng sinh năm 2000, cô gái tỏa nắng này lại gặp phải một thảm họa khủng khiếp. Vậy, điều gì đã xảy ra vào hôm đó? Chúng ta hãy quay lại ngày 26 tháng 11 cùng năm. Đó là một ngày chủ nhật, Leanne không phải đến trường, chỉ còn một tháng nữa là Giáng sinh rồi. Leanne đã hẹn gặp người bạn thân của mình, Sarah, 15 tuổi, và cùng nhau đi đến một khu trung tâm mua sắm trong thành phố để mua quà Giáng sinh. Hôm đó, cả hai được tung tăng thỏa thích khắp nơi và họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Sau khi mua sắm xong, Leanne và Sarah cùng về nhà bằng xe buýt. Qua một lúc, xe đã đến trạm Bramley một cách thuận lợi và hai người cùng nhau xuống xe ở trạm này. Lúc đó là 4 giờ 50 chiều. Sau khi xuống xe, Leanne và Sarah cùng nhau đi bộ một đoạn. Đến đường Huxley Lane, họ tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Leanne đi vào một khu rừng nhỏ dọc theo con đường tối. Qua khu rừng nhỏ ấy là đến nhà Leanne rồi. Nhà của Sarah cũng cách đó không xa. Sau khi về đến, Sarah ngay lập tức gọi cho nhà Leanne. Cô muốn hỏi là Leanne đã về nhà an toàn hay chưa. Lúc này, Sharon, mẹ của Leanne trả lời điện thoại và bà bảo rằng Leanne vẫn chưa về nhà. Điều này khiến Sarah hơi ngạc nhiên. Bởi quãng đường từ Huxley, nơi hai người vừa tạm biệt nhau đến nhà của họ đều không quá xa. Sarah cảm thấy nếu mình đã về đến nhà thì đúng ra Leanne cũng phải về đến rồi chứ. Thông thường nếu Leanne gặp bạn trên đường hoặc quyết định đi đâu đó chơi thì cô sẽ gọi điện về để gia đình không lo lắng. Thế mà hôm đó Leanne đã không làm như vậy. Kỳ lạ hơn là khi bà Sharon gọi điện đến di động của cô, điện thoại đổ chuông một lúc rồi mới bị cúp máy. Tại sao Leanne lại làm vậy? Hai điện thoại của cô đã không còn nằm trong tay cô nữa. Tóm lại, tình huống này thực sự rất bất thường. 7 giờ tối, bà Sharon lo lắng rằng Leanne có thể đã gặp chuyện không hay nên đã báo cảnh sát. Cảnh sát ngay lập tức mở một cuộc điều tra vụ việc. Họ cử người đến nhà của Leanne điều tra. Sau khi nghe mẹ của Leanne tường thuật về vụ mất tích, cảnh sát cho rằng phải nhanh chóng hành động ngay. Vì vậy, họ dự định tiến hành một cuộc khám xét tập trung bắt đầu từ đường Huxley, nơi cuối cùng Leanne được nhìn thấy. Trên đường từ Huxley về nhà Leanne, phải đi qua một khu rừng nhỏ có tên là Huxley Gill. Nơi đây hoang dại, cây cối um tùm. Nếu như có điều gì bất trắc xảy ra với Leanne, thì rất có thể đây chính là hiện trường vụ án. Nhưng thật không may, đêm đó cảnh sát lại không tìm thấy bất kỳ một manh mối có ích nào. Ngày 27 tháng 11 năm 2000, sau khi Leanne mất tích được một ngày, điều tra viên đã tiến hành khám xét từng nhà dọc theo các tuyến đường Leanne có thể đi đến. Tổng cộng có khoảng 800 ngôi nhà, gara để xe và 150 cửa hàng trong phạm vi 800m từ khu rừng Holy Hill được khám xét, nhưng không có phát hiện gì. Các điều tra viên tiếp tục xin lệnh khám xét 12 ngôi nhà khả nghi rồi vào trong lục soát. Đồng thời, một nhóm điều tra viên khác cũng tiến hành sàng lọc rác thải sinh hoạt gần Huxley Gill. Trực thăng và chó nghiệp vụ cũng tham gia đội tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy gì. Cảnh sát nỗ lực không ngừng nghỉ. Họ đã lần lượt thu thập DNA của 140 người đàn ông, cảnh sát Tây Yorkshire, Cục đường Thủy Anh, Cảnh sát Giao thông Anh, Trung tâm Tìm kiếm Quốc gia Anh và các cơ quan khác đều cố gắng hết sức vì vụ án của Leanne nhưng vẫn không biết phải đi theo hướng nào. Thời gian càng trôi qua thì hy vọng tìm thấy Leanne ngày càng mỏng manh. Vào ngày 3 tháng 12, đã một tuần kể từ khi Leanne mất tích, người dân Leeds cũng hồ hởi chung tay giúp đỡ. Một doanh nhân địa phương đã bỏ tiền túi 10.000 bảng Anh để treo thưởng, hy vọng rằng những người biết tin tức có thể cung cấp manh mối liên quan. Cha của Leanne, Michael và mẹ cô Sharon đã nhận phỏng vấn của truyền thông. Họ cũng công khai cảm ơn sự giúp đỡ và ủng hộ của công chúng. Họ nói rằng gia đình họ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm và luôn mong Leanne trở về nhà an toàn trong thời gian sớm nhất.
Ngày 4 tháng 12, ngày thứ 9 kể từ khi Lian mất tích, có nhân chứng đã báo cáo với cảnh sát rằng khoảng 5 giờ chiều ngày 26 tháng 11, khi vụ mất tích xảy ra, họ nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện gần Hopley Hill. Lúc đó, người đàn ông này đang dắt chó đi dạo. Anh ta cao khoảng 1m73, thân hình mập mạp, mặt tròn hơi ửng đỏ và cơ thể có sẹo. Anh đội một chiếc mũ len đen, mặc một chiếc áo khoác chống thấm nước và mang một chiếc quần jeans trông hơi bẩn. Với sự hỗ trợ của nhân chứng này, cảnh sát đã phát thảo được khuôn mặt của người đàn ông thành ảnh rồi công khai nó, hy vọng sớm có thể xác định được danh tính của người đàn ông này. Vụ án tiếp tục được mở rộng với quy mô khám xét lớn nhất lịch sử của Tây Yorkshire. Hơn 1.750 tòa nhà, 32 giếng nước và 3,2 km đường ống thoát nước. Đến ngày 20 tháng 8 năm 2001, 9 tháng trôi qua kể từ khi Lian mất tích, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ Mark Bissons. Anh khai báo rằng khi mình đang dắt chó đi dạo ở Lindleyworth gần Audley, anh đã nhìn thấy thứ gì đó được bọc trong vỏ chăn, trông giống như một con người. Bisson cho biết anh vô cùng sợ hãi và sợ rằng có người ném xác ở đây nên đã gọi báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức lên đường đến Lindleyworth để kiểm tra. Khi cảnh sát mở ra thứ mà người báo tin lo sợ, bên trong thực sự là một thi thể không có dấu hiệu của sự sống. Cơ thể cô gái được quấn chặt trong một chiếc vỏ chăn có họa tiết hoa, trên đầu bị trùm một túi nhựa đen, quanh cổ đeo một chiếc vòng da và quàng một chiếc khăn quàng cổ. Thi thể cô bị bọc trong 9 túi ni lông màu xanh lá, bên ngoài bị cột lại bằng dây thừng, cổ và tay cô buộc bằng dây cáp màu vàng, hai tay bị trói ra sau lưng. Sau khi khám nghiệm pháp y, danh tính của thi thể này được xác nhận chính là cô gái trẻ Lian Tiernan đã mất tích được 9 tháng. Nguyên nhân cái chết là do ngạt thở. Các chuyên gia nghiên cứu tin rằng xác Lian đã được bỏ vào kho lạnh sau khi bị giết chết rồi mới bị ném đến Lindleyworth vài tuần trước khi bị phát hiện. Khi đó, Lian vẫn buộc tóc đuôi ngựa, kẹp tóc và dây tóc mà cô đeo vào ngày mất tích vẫn còn ở trên đầu. Các bác sĩ pháp y phát hiện chất liệu của sợi dây thừng dùng để cột người cô khá đặc biệt. Loại dây thừng này do một công ty có trụ sở tại Đức sản xuất. Chỉ một lỗ nhỏ được xuất ra thị trường bên ngoài, thường được dùng để làm lưới bắt thỏ. Trên quần áo của Lian cũng tìm thấy một bó sợi nhỏ thảm ni lông màu đỏ. Phương pháp nhuộm sợi này cũng khá đặc biệt. Nó có sự khác biệt rõ ràng so với thảm thông thường nên rất dễ nhận biết. Ngoài ra, bác sĩ pháp y đã tìm thấy một sợi tóc ở nút thắt phía sau chiếc khăn quàng trên cổ Lian. Kiểm nghiệm xác định rằng sợi tóc này không thuộc về Lian mà là của một người đàn ông. Như vậy, rất có thể sợi tóc này là do hung thủ để lại. Sau cùng, cảnh sát có thể tìm ra kẻ sát nhân chỉ bằng một sợi tóc hay không? Cùng ngày, bác sĩ pháp y đưa ra kết luận, cảnh sát công bố vụ mất tích của Lian là một vụ giết người và thiết lập một mật danh cho vụ án, hành động Conifer. Các chi tiết có liên quan đến nơi hung thủ ném xác đã được công khai. Sau đó, cảnh sát đã thu thập được manh mối từ nhiều người dân. Họ đã thu thập được DNA của khoảng 200 người. Một trong những nghi phạm đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Người này tên là John Taylor, sinh vào tháng 8 năm 1956 ở Leeds. Vào năm Lian mất tích, hắn đã 44 tuổi. Taylor sống một mình sau khi ly hôn với vợ được 4 năm trước khi vụ việc xảy ra. Hắn và Lian sống trong cùng một khu. Nhà hắn chỉ cách nhà cô bé 1,2 km. Lý do cảnh sát thu thập DNA của hắn là vì có nhân chứng đã nhìn thấy hắn xuất hiện gần Lindleyworth. Theo hàng xóm, Taylor nuôi nhiều thú cưng trong nhà, là một người tốt bụng và đáng tin cậy. Vậy liệu Taylor có liên quan đến vụ án của Lian không? Ngay sau đó, cảnh sát đã phát hiện ra một manh mối quan trọng. Vòng da trên cổ Lian được sản xuất tại một công ty có trụ sở tại Nottingham. Công ty này đã bán vòng đeo cổ da tương tự cho 220 đại lý. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra từng nhà phân phối và khi kiểm tra đến công ty thứ 112, công ty nói rằng sản phẩm của họ được bán dưới dạng đơn đặt hàng qua đường bưu điện và 3 trong số đó được bán đến Leeds. Sau đó, công ty đã chuyển thông tin của người mua đến cho cảnh sát. Và một trong 3 cái tên chính là John Taylor, nghi phạm của cảnh sát. Không những thế, cảnh sát còn phát hiện những chiếc dây cáp màu vàng trên cổ và tay của Lian là do một công ty của Ý sản xuất. Công ty này cho biết 99% loại dây cáp màu vàng đã được bán cho Royal Mail. Royal Mail có một công ty con tên là Pacerforce Worldwide mà nghi phạm John Taylor là một người chuyển phát nhanh làm việc cho công ty này. Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao? Nhờ công bố kết quả xét nghiệm ADN của phòng thí nghiệm mà vụ án dần trở nên rõ ràng. Kết quả cho thấy ADN của John Taylor
hoàn toàn phù hợp với ADN chiết xuất từ sợi tóc nam được tìm thấy trên người Leanne. Để tìm kiếm thêm bằng chứng, cảnh sát đã tìm đến hai người bạn gái trước của Taylor. Họ nói rằng Taylor đã từng lái xe đưa họ đến khu rừng gần Hopley Hill, nơi Leanne biến mất. Cảnh sát cũng biết được rằng Taylor có một số sở thích đặc biệt, chúng có liên quan đến bằng chứng tại hiện trường vụ án ở một mức độ nhất định. Ngày 16 tháng 10 năm 2001, gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày thi thể của Leanne được tìm thấy, có đầy đủ bằng chứng, cảnh sát đã bắt giữ Taylor. Họ ngay lập tức phong tỏa ngôi nhà, khu vườn và khu đất hoang phía sau ngôi nhà của gã. Các điều tra viên đã phát hiện có 3 chiếc tủ lạnh lớn trong nhà của Taylor. Ngoài ra, còn có một sợi dây thừng, dây cáp màu vàng và túi ni lông màu xanh lá cây từng được tìm thấy trên thi thể của Leanne, nhưng tất cả thảm trong nhà đều đã biến mất. Taylor khai là anh ta đã đốt cháy hết tất cả. Các chuyên gia về phân hóa đã thu thập các vật mẫu trong khu vườn của Taylor. Sau khi phân tích và so sánh, chúng hoàn toàn tương thích với các loại phân hóa đặc biệt được tìm thấy trong khoang mũi, da và tóc của Leanne. Có vẻ như Leanne trước khi qua đời đã đến khu vườn của hắn. Trước những bằng chứng đó, Taylor thừa nhận rằng hắn đã bắt cóc Leanne. Chiều ngày 26, ngày mà Leanne mất tích, Taylor đến Hopley Hill để đi dạo sau nhiều năm đi xa. Khi Leanne đi ngang qua mình, Taylor đã thú nhận lúc đó hắn đã không thể kiểm soát bản thân mà bắt cóc cô bé, trói tay Leanne vào sợi dây xích chó mà hắn ta đang cầm trên tay, rồi che đầu Leanne lại bằng áo khoác của mình và buộc cô bé phải đi theo hắn. Sau đó họ đến nhà của hắn trên đường Khóc Sút, rồi hắn đưa Leanne vào phòng. Leanne vùng vẫy trong tuyệt vọng, rồi vô tình ngã ra khỏi giường và đập đầu xuống sàn. Taylor nói rằng để kiểm soát được Leanne trong lúc cô phản kháng, hắn đã vội vã quấn khăn qua cổ cô rồi kéo về phía mình, nhưng vô tình lại siết chết cô bé. Sau đó vì quá sợ hãi, hắn đã vội vàng quấn xác cô lại và ném cô đến Lindenwood. Taylor xác nhận rằng cái chết của Leanne là một tai nạn. Thế nhưng khi cảnh sát hỏi Taylor tại sao lại bắt cóc Leanne, Taylor chỉ trả lời tôi không biết. Đối với những lời này của Taylor, tất nhiên cảnh sát không tin một chữ nào. Họ cho rằng Taylor đã trói tay Leanne sau lưng và chuẩn bị thực hiện hành vi xâm hại. Sau đó, trong quá trình giằng co và áo khoác trùm trên đầu Leanne rơi ra, cô đã nhìn thấy mặt của Taylor. Chính vào lúc này, Taylor quyết định giết người diệt khẩu nên đã dùng dây thắt cổ Leanne khiến cô ngạt thở. Cảnh sát tin là có một lỗ hổng trong lời khai của Taylor khi hắn khai rằng do quá hoảng loạn nên đã vứt xác ở Lindenwood. Theo thông tin mà cảnh sát có được, xác Leanne đã được giữ trong tủ lạnh một thời gian dài trước khi bị vứt ở Lindenwood. Điều này khác xa so với những gì mà Taylor đã nói. Ngày 15 tháng 2 năm 2002, sau hơn một năm khi Leanne bị giết, phiên tòa của vụ án được tổ chức tại tòa án hình sự Lewis. Trong phiên tòa, Taylor thừa nhận hành vi bắt cóc Leanne của mình. Sau đó, một phiên điều trần được tiến hành. Taylor bị giam giữ trong khi chờ đợi phiên tòa tiếp theo. Ngày 8 tháng 7 năm 2002, 5 tháng sau khi phiên tòa đầu tiên, Taylor thừa nhận đã giết hại Leanne tại phiên tòa thứ hai. Tòa án kết tội John Taylor tội danh giết người, phạt tù chung thân. Thanh tra Chris, người phụ trách vụ án này cho biết, chúng tôi tin rằng đây không phải là lần đầu tiên hắn ta phạm tội. Vụ giết người này đã được chuẩn bị từ lâu và cách thức phạm tội của hắn cũng đã được lên kế hoạch cẩn thận. Chúng tôi không thể loại trừ khả năng hắn đã từng giết những người khác. Vì các thủ đoạn chuyên nghiệp của John Taylor như một thói quen, nên cảnh sát quyết định tìm kiếm những vụ tấn công tình dục chưa được giải quyết xảy ra ở gần Hopley Hill và điều tra lại chúng. Sau những nỗ lực của cảnh sát, họ phát hiện ra các đặc điểm của thủ phạm trong hai vụ án khác cũng liên quan đến Taylor. Vào ngày 18 tháng 10 năm 1988, một phụ nữ 32 tuổi chuẩn bị đón con đi học ngang qua Hopley Hill thì bị một người đàn ông đeo khẩu trang và cầm dao tấn công và ép quan hệ tình dục. Vào ngày 1 tháng 3 năm 1989, một phụ nữ 21 tuổi đang ở nhà thì bất ngờ bị một người đàn ông xông vào. Người đàn ông này cũng đeo khẩu trang, trong tay cầm dao và ép quan hệ tình dục. Tang vật của hai vụ án đã được bảo quản vào thời điểm đó. Thông qua phân tích và so sánh ADN, cảnh sát xác định hung thủ trong hai vụ án này đều là Taylor. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2003, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Taylor cũng đã thừa nhận rằng hắn là thủ phạm của hai vụ án cũ. Sau đó, cảnh sát Tây Yorkshire đã điều tra lại hơn 10 vụ án liên quan chưa được giải quyết, trong đó có 5 vụ giết người bị nghi ngờ là có dính líu đến Taylor. John Taylor một lần nữa bị kết án tù chung thân, không được ân xá. Hắn sẽ phải sống phần đời còn lại của mình ở trong tù. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2001, gia đình Leanne đã tổ chức tang lễ cho cô. Và ngày này vốn là sinh nhật của Leanne, nhưng đời cô đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 16. Ông bà ta có câu,
phong bệnh hơn chữa bệnh. Chủ động phòng ngừa hiểm nguy, bảo vệ chính bản thân mình là một điều thiết yếu. Phái nữ nên đề cao cảnh giác khi ở một mình vì những nguy hiểm thường bất chợt xuất hiện khi bạn lơ là dù chỉ vài giây. Và trên đây là vụ mất tích và bị sát hại tang thương của Liane Tiernan. Chúng tôi hy vọng các bạn thích video này. Hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ kênh, cũng như nhấn chuông đăng ký để không bỏ lỡ những vụ án ly kỳ tiếp theo của Hồ sơ Trọng án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.